Những cô chú anh chị nào mà chúng ta đang bị ho viêm phế quản mãn tính hay là viêm họng, viêm amidan hay là bị ho hen, ho khan, ho có đờm và mất tiếng thì chúng ta có thể tham khảo sử dụng với thuốc ho gia truyền ngọc tính này. Một set như thế này có giá bán là 170.000 đồng. Chúng ta sẽ dùng được trong 10 ngày. Thuốc này thì chủ trị về viêm phế quản cấp và mãn tính, viêm họng, viêm amidan mãn tính và chữa về ho hen, ho có đờm, ho khan và ho bị mất tiếng. Thành phần thì sẽ bao gồm trần bì, bán hạ, bạch linh, cam thảo, cát cánh và hậu phác. Đây là dạng bột để cô chú anh chị pha với nước và chúng ta uống. Cách dùng thì sẽ tùy thuộc vào người lớn hay trẻ em sẽ có cái lượng khác nhau. Người lớn thì chúng ta sẽ sử dụng một thìa cà phê chia làm hai lần sáng chiều. Còn trẻ em dưới 10 tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng một hai phần hai cái thìa cà phê bột này và cũng chia làm hai lần sáng chiều pha với nước nguội uống và chúng ta sẽ uống sau khi ăn. Khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ cần phải kiêng một số thứ, ví dụ như là tôm, cua, thịt cá, cá mè, cá chép, thịt trâu, cá pháo, trứng vịt lộn và các chất kích thích khác, ví dụ như rượu, bia, thuốc lá là chúng ta sẽ phải kiêng. Mọi người nhớ là đối với người lớn là một thìa cà phê chúng ta chia làm hai lần nhé, sáng chiều pha với nước bình thường chúng ta uống thôi không cần pha với nước nóng đâu và một set này thì có giá là 170.000 đồng chúng ta sẽ sử dụng một set này 10 ngày cho người lớn còn đối với trẻ em thì có thể sử dụng khoảng 20 ngày trên tất cả các giấy tờ trên này thì có cách dùng hướng dẫn công dụng thành phần có đầy đủ thì cô chú anh chị có thể đọc ở trên này và số điện thoại mình sẽ để ở trên màn hình